thiệu với tất cả các bạn, đây chính là đầu bếp thượng hạng 5 sao của chúng tôi, Võ Hoàng Nhân. Anh Nhân ơi, ngày hôm nay anh đã mang món gì đến với chương trình ạ? Ngày hôm nay anh sẽ nấu món ăn Tây mà theo phong cách Việt một chút, là món beef steak với sốt tiêu. Dạ, em rất là thích ăn beef steak luôn. Bò beef steak của chúng tôi rất là tốn kém. Beef steak này là beef steak được nhập về từ nước nào anh hả? Úc. Hay lắm, mình làm nhưng mà biết chứ, hay lắm. Beef steak được nhập về từ nước Úc thưa các bạn. Anh ướp muối với tiêu với ớt. Tú này là ăn thường phải không? Cái này ở nhà hay ăn đúng không Tú? Ủa sao anh biết vậy? Anh nghĩ vậy. Tại sao anh nghĩ vậy anh? Không, tại Tú, anh đã làm show với Tú mấy lần rồi. Tú là đầu bếp mà, Tú biết nấu ăn mà. Anh ơi, khoan nha. Chị giới thiệu nhẹ nhàng như vậy. Khoan nha anh. Anh có lộn Tú nào không? Có, Tú này. Anh có lộn Tú nào không anh? Chứ đây là món ăn mà Tú đã làm nè anh. Anh Nhân, ngày hôm nay anh nói cho mọi người biết em nấu ăn như nào dùm em mới. Thật ra thì anh biết Tú biết nấu ăn. Nhi thường hay nhắc như vậy. Điều này thì anh chỉ khẳng định lại thôi. Nhưng mà ngon hay không thì anh không biết. Em cảm thấy là Nhi ở nhà thật là can đảm quá. Thường thì chất béo khi em ướp vào trong phần thịt bò nó sẽ làm mềm hơn. Và thông thường thì thời gian mình phải để khoảng 2 giờ nó mới thấm được. Còn mình ướp dầu này thì chỉ cần 2 giây. Anh Nhân ơi, cái nguyên liệu này là cái gì, sao em thấy giống bò kho vậy? Không, không hề, đó là sốt đờ mi. Tú biết này phải không? Dạ em biết. Đờ mi class. Nào, nào. Ok, em, để Tú nói đi. Tú, hãy thể hiện khả năng đầu bếp của mình nào. Anh Nhân nói đi. Sốt đờ mi là sốt nâu, ở đây mình gọi là sốt nâu. Thì nó là một sốt nền ở trong món Âu á. Thì nó làm từ xương bò và một số các loại rau củ quả đem đi nướng lên. Hay tiệt, công phu bộ cái tên sốt cũng hay nên sốt đờ mi. Mà qua miệng bà Sam thành sốt bò kho. Ra Việt Nam liền. Sau đó mới cho bơ. Và cho bơ lúc này mình cho trên mặt nó nè. Ồ, vậy là em không biết ngày xưa vậy em cần cho bơ trước không á. Bởi vì em cho bơ em ham lời lắm, em thích nó thơm. Ờ, rồi cho sau. Ủa anh ơi, rồi. Mình bỏ tiêu vào. Mình bỏ tiêu vô, mình xào lên. À, cái nước này là nước gì vậy? Rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ, à. Cái gì anh? Bột năng hả? Không. Các bạn, chuyên gia. Cái gì vậy? Nói nào. Bột gì nào? Nói gì chuyên gia không biết gì hết luôn. Đâu? Không phải đâu. Tú mà. Này, sữa đồ nặng. Kem sữa dùng để nấu cooking cream. Ủa, tại cái đó nhìn là biết kem sữa rồi. Vậy sao anh trả lời đâu nằm? Tính giải trí á. Thời gian tới 48 tiếng rồi còn bỏ cái... Xin mời các bạn sẽ cùng thưởng thức món mì bít tết sốt tiêu đặc biệt đến từ đầu bếp
Võ Hoàng Nhân. Cảm ơn Nhân. Em ăn thử một miếng trước nha. Ăn đi, ăn đi. Mình ăn nha cả nhà. Ăn đi. Tụi anh bây ăn giờ nha. Cho chị miếng mỡ nè. Anh rút chị luôn đi. Quá mệt mỏi hai chị em này luôn. Cái nước sốt làm đậm đà cái vị hơn. Cái đó miếng mỡ ngon đúng không? Ăn không nè? Ai ăn không? Thôi ăn đi anh. Không ăn thật hả? Anh tính cho thật mà. Anh ăn đi. Không, em sợ cái cú mà há miệng ra xong mình nó bị cái gì đó. Đâu, đưa bát chứ ai há miệng. Ăn không? Dạ có chứ. Ngon quá anh Nhân ơi. Đặc biệt đó là cái miếng thịt bò của em hồi nãy em ăn ké bên Jin đó, là Jin cho em một cái miếng thịt bò mà có mỡ bên trong. Ăn vô em rất là thích, tại vì đó là gu của em. Mà cái miếng thịt bò anh làm á đúng là kiểu medium, nó chín rất là vừa tới. Ở bên ngoài á thì mình ăn mình vẫn thấy được cái độ thơm của cái mùi thịt bò mà mình đã áp chảo đó. Nhưng mà khi cắn vô bên trong á, miếng thịt bò vẫn còn cái độ tươi, vẫn còn ứa cái nước nó ngọt ra, chua xì ra, thấm vào cái cổ họng bên trong rất là đã. Các bạn thử. Ồ, cũng gần xong rồi đó. Hai anh em mình lo nói chuyện, gần xong rồi đó. Em thấy chỉ có Gin ăn uống là tốt nhất, tại vì nước sốt của Gin là nước sốt tương cà. Là cái nước sốt đó là chỉ có mình Gin ăn là ngon đấy, ngon nhất. Nhưng mà em ăn này thì sao Gin, ngon không? Dạ ngon nha anh. Nhưng mà ngon hơn cái nước tương cà của em không? Nhìn nhau á, không, cái này ngon hơn á, thì ra cái này ngon hơn tại vì nó có tiêu ở trọng nè, ăn nó cay tiêu. Nhưng mà nước sốt nó cũng sợ. Là em thích ăn nấm. Các bạn bánh bèo ơi. Trời ơi, chỉ đưa cái dĩa vô mặt mình kìa. Các bạn nó ăn cái món này đi và các bạn hãy nói cảm nhận của mình như thế nào. Ngon chưa? Không, ngon. Nó rất là vừa ăn. Không, nếu mà thật ra cái món này nếu mà ăn với cơm thì sẽ hơi nhạt. Nhưng mà tụi em đang ăn không ăn với cơm, ăn bình thường là vừa ăn. Em thấy ngon hả? Ngon mà. Món này nó được em làm đúng không? Dạ đúng rồi. Còn kia thì em không dám đi. Em giữ nguyên. Cái kia về đội của nó đúng rồi. Cảm ơn hai đội chơi ngày hôm nay đã đến tham gia cùng với chương trình Mình Ăn Chưa Nhé. Hy vọng là sẽ có một cái cơ hội nào đó để có thể gặp lại tất cả các bạn ở đây trong một cái chương trình tiếp theo của Mình Ăn Chưa Nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.